chó chăn cừu anh quốc giá bao nhiêu tiền mua ở đâu uy tín chó chăn cừu anh hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là đuôi cọc đây là một trong những giống chó cảnh đang rất được ưa chuộng trong nhiều năm nay giống chó này sở hữu ngoại hình thon thả trông rất xinh xắn nên nhiều gia đình thường ưu tiên lựa chọn chó chăn cừu anh khi có nhu cầu nuôi thú cưng hãy cùng vương quốc loài vật cùng tham khảo bài viết sau để biết nhiều hơn những thông tin về giống chó chăn cừu của anh nhé 1. nguồn gốc của chó chăn cừu anh Giống chó chăn cừu Anh quốc hay còn có tên gọi quốc tế là Sheepdog thuộc dòng dõi giống chó chăn cừu cổ xưa. Theo nhiều giả thuyết thì giống chó này có nguồn gốc xuất xứ từ nước Anh, với minh chứng là những chú chó chăn cừu cổ được phát hiện ở miền Tây nước Anh. Tuy nhiên, ngày nay nhiều chuyên gia vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc của chó chăn cừu Anh quốc. Căn cứ duy nhất được chứng thực là giống chó này xuất hiện ở nước Anh với lịch sử gần 150 năm. Tuy có lịch sử ra đời khá lâu dài nhưng mãi đến thế kỷ 19 thì những chú chó chăn cừu Anh mới được biết đến rộng rãi. Ban đầu những người nông dân Anh nuôi giống chó kiểu này với mục đích chăn cừu và gia súc. Sau đó, vào khoảng thế kỷ 20 thì giống chó Old English Sheepdog dần trở nên nổi tiếng trên khắp châu Âu với vai trò là một người bạn đồng hành trong gia đình. Ngoài ra, giống chó chăn cừu này đã được Hiệp hội Chó giống Mỹ công nhận vào những năm 1905. 2. Những điều cần biết về chó chăn cừu Anh những vấn đề mà chúng ta thường quan tâm khi tìm hiểu về một giống chó cảnh thường bao gồm vẻ ngoài, tính cách và sức khỏe của chúng. Với giống chó chăn cừu của anh thì cũng không ngoại lệ. Những đặc trưng về ngoại hình cũng như đặc điểm tính cách sẽ giúp chúng ta thấy giá trị thực sự của giống chó này. Nét nổi bật về ngoại hình Chó chăn cừu Anh Quốc thuộc nhóm chó dùng để canh gác và bảo vệ gia súc nên chúng có thể hình khá lớn. Cụ thể thì giống chó này sở hữu thân hình vuông vắn, dẻo dai và mạnh mẽ với phần cơ thể khá ngắn chúng có một cơ thể khỏe mạnh và cân đối với cơ bắp rõ rệt kết hợp với phần ngực sâu và nở nang. Đặc điểm nổi bật của những chú chó chăn cừu anh khi nhìn từ bên ngoài là phần lưng thoải dần từ trên vai xuống phần hông. Đây là nét đặc trưng thể hiện một trong những đặc tính giống quan trọng. Xét về chiều cao và cân nặng thì giống chó cảnh này có kích thước khá to, với con đực cao từ 56 đến 61 cm và con cái cao khoảng 51 cm. Cân nặng của những con cái luôn nhỏ hơn với khoảng 27 kg. Còn những con được nặng khoảng 29kg. Trong một số trường hợp những chú chó chăn cừu anh có thể trọng lên đến 45kg. Để có thể dễ dàng nhận biết giống chó này thì chúng ta có thể quan sát những đặc điểm riêng biệt trên khuôn mặt của chúng. Giống chó Oinglixipsox sở hữu phần đầu khá lớn, tương tự như hình vuông và bộ mặt hơi gãy được phủ đầy lông. Bên cạnh đó dòng chó này có đôi tay khá nhỏ và hay cụp xuống cùng với chiếc mũi lớn màu đen đặc biệt giống chó chăn cừu của anh luôn sở hữu chiếc đuôi cọc bẩm sinh nên chúng cũng thường được gọi là chó đuôi cọc. Đôi mắt của giống chó này khác sắc bén thể hiện được sự nhạy bén và tin anh của chúng. Thông thường đôi mắt của chúng có màu xanh hoặc nâu, trường hợp hiếm sẽ có mỗi bên mắt là một màu. Khi nói về những chú chó ship Sheepdog thì chúng ta không thể bỏ qua bộ lông dài đầy kiêu hãnh của chúng. Giống chó này sở hữu bộ lông kép gồm một lớp lông trông khá thô ở bên ngoài và lớp lông tơ mềm mượt ở bên trong. Đây là một ưu thế giúp chúng thích nghi trong mỗi trường khí hậu lạnh giá. Màu sắc bộ lông của chó chăn cừu Anh Quốc thường đa dạng với các màu như màu xám, xanh mốc, xanh nhạt, xanh hoặc xanh xám, đôi khi có xuất hiện những mảng trắng. Đặc trưng về tính cách Giống chó Old English Shipshock nổi tiếng với bản tính hiền lành, thân thiện và trông thanh lịch như gấu Teddy. Giống chó này còn được đánh giá cao về chỉ số thông minh cũng như đặc tính trung thành thêm vào đó chó chăn cừu của anh còn rất yêu thích vui đùa với trẻ em do đó nhiều gia đình có con nhỏ thường ưu tiên lựa chọn dòng chó này tuy nhiên dù có tính cách tốt nhưng trong trường hợp không được huấn luyện tỉ mỉ và thiếu nghiêm ngặt thì giống chó này cũng khá ngang bướng do vậy người nuôi cần phải thể hiện khả năng dẫn dắt vững vàng cũng như chủ động lập ra các nguyên tắc trong nhà để chúng phải làm theo vấn đề sức khỏe chó chăn cừu anh quốc là giống chó có sức khỏe khá tốt chúng thường ít khi mắc các bệnh vặt Đồng thời giống chó này có tuổi thọ khá cao so với nhiều dòng chó cảnh khác. Trong điều kiện chăm sóc tốt chúng có tuổi thọ khoảng 10 đến 12 năm. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp thì những chú chó chăn cừu anh có thể mắc chứng loạn sản xương hông, đục thủy tinh thể hay xoắn dạ dày. Do đó khi nuôi giống chó này đòi hỏi người nuôi phải thực hiện kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho chúng. 3. Giá chó chăn cừu anh bao nhiêu? Hiện nay, chó chăn cừu Anh Quốc vẫn chưa được nuôi rộng rãi ở nhiều tầng lớp bởi mức giá của giống chó này khá cao. Thông thường, để sở hữu một em chó chăn cừu Anh, chúng ta phải bỏ ra số tiền trung bình khoảng 1.200 đô la Mỹ. Đồng thời, các phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tỉa lông cho chúng cũng không hề rẻ. Do đó, mà chó chăn cừu Anh thường được nuôi bởi những gia đình có điều kiện tài chính tốt. Tuy nhiên, với tình hình kinh doanh chó cảnh khá loạn như hiện nay, thì những trường hợp mua bán chó chăn cừu Anh với giá khá rẻ vẫn diễn ra. Mặc dù vậy nhiều chuyên gia vẫn luôn khuyên chúng ta không nên mua giống chó này với giá rẻ. Bởi chúng thường không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như gia phả nên thường dẫn đến hệ lụy tiền mất tật mang. Hy vọng với những thông tin được trình bày trong bài viết trên thì các bạn sẽ phần nào hiểu thêm về những khía cạnh xoay quanh giống chó chăn cửu anh.